Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách gáp phôi trên máy CNC nha mọi người. Thì đây là những clip dành cho những các bạn mới bước chân vào nghề nha các bạn. Thì người nào mà đã lành nghề rồi thì mình, nếu mà thấy hay thì cho mình một like nhé. Đương nhiên những người mới thì sẽ bỡ ngỡ, không phải ai cũng phải cứ vô là gá là làm việc được. Thì đây là mình có một cái tấm phôi dài 5 tấc, rộng 2 tấc rưỡi ha. Đó. Thì để gá và rà phôi đúng tâm, thì đây là phôi thô nha mọi người. Thì mình cũng có một cái bước canh cơ bản. Tại sao mình không có để cục miếng canh mà để sâu vào luôn? Tại vì là nếu như để sâu vào thì nó khoan sẽ trúng cái miếng canh. À, một cái nữa, trước khi các bạn gá, các bạn phải kiểm tra bản vẽ sơ bộ, xem coi là cái lỗ khoan, cái lỗ phay nó có ra sát rìa pin dạng bên ngoài của phôi hay không, để mình đẩy miếng canh vào sâu hay là đẩy ra ngoài ha. Đó, mình kê miếng canh có 10 ly thôi, không để sâu quá, để sâu quá là sẽ bị dính dao ha các bạn, phải dính bụi con. Thì mình dùng thước mình đo, ví dụ như mình đo trên thành bên này 10, bên này 10 đều nhau. Đó. Và cái mép cạnh dài á, chiều dài của phôi á, mình can theo cái đường ray rãnh chữ T của băng máy. Và cái cục đầu của cục miếng canh bằng mấy rãnh chữ T ha. Giống lên trên là cục phôi. Đó, tức là nó tạo cho bạn ba cái đường thẳng đó. Tức là cái bề mặt chiều dài của phôi này nó sẽ song song với cái cạnh rãnh chữ T. Đó là các bạn can tương đối vuông ha. Các bạn không được để xéo quá. Xéo quá thì khi bạn phay ra hình dạng sẽ không được vuông. Thì các bạn phải can sơ bộ. Và khi mình rài dao thì rài dao đúng tâm thì cái đó phay ra hình dạng. Ở đây là bộ gá kẹp nha các bạn. Mình dùng 4 mẫu nha các bạn. Nếu như mà ở giữa, chính ra là mình chỉ gá một cái ở giữa thôi. Nhưng mà ngay ở giữa này á lại có một cái mũi M4. Cái mũi M4 này á thì cái lưỡi taro á nó ngắn quá. Gắn sâu, khi mà cái đầu dao xuống á thì sẽ động với cái bát của bát kẹp của mình. Nên mình tự tính là nó không an toàn. Thôi mình gá thêm hai cái hai bên đi. Đó, bấm hai cái hai bên là thoải mái. Thì cái cục phôi này mình phải gá kẹp hai lần. Phải gá kẹp hai lần nha các bạn. Thì một lần là mình gá 4 mẫu này xong. Và mình phay hết tất cả bên trong. Xong mình rời cục nêm vào bên trong giữa. Mình kẹp giữa lại và mình phay pin dạng ngoài. Đó là cái cách của mình. Tức là cái này là mình chia làm hai chương trình luôn á. Thì cái bát kẹp mà chuyên dụng này nó khá tiện cho mọi người. Các bạn chỉ cần luồn bánh chữ T vào và bắt mẫu qua là ok rồi. Và sheet, các bạn không cần sheet phải sâu quá đâu, vừa miếm tới mép của phôi là được rồi. Nếu như mà cái phôi của các bạn cắt mà lượng dư nó ít thì các bạn phải kẻ một cái đường tâm ở giữa của phôi, ví dụ chia đôi phôi thô ra, kẻ trước xong rồi lên máy dùng cái tăm hay là cái mũi tu gì đó bạn rà đúng đường giữa, chạy theo phương x để lấy được cái tâm phôi.
thì khi đó là các bạn thay như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đồng tâm, đảm bảo không bị lệch. Nếu như phôi cắt ít nha, ví dụ được như phôi mà mỗi bên cỡ 3-4 ly thì thoải mái, mình làm căn bằng ngày được. Và các bạn nên nhớ là nên mua cái bộ kẹp tín dụng này thì nó hay hơn, thay vì dùng cầu chế rất đơn giản lại cứng nữa. Cái gá này thì nói chung là tại vì cái miếng này nó dài nên khi các bạn thay ở giữa thì đương nhiên vẫn nó hơi rung, chỉ có cách đó thôi thì hạn chế được cái lần gá của mình. Do bên phía giữa mình chỉ phay một cái lỗ nhỏ thôi, cái lỗ đó tùy ăn đó ăn này nữa nha, nó tùy vào cái độ chính xác giữa các lỗ hay là cái nhu cầu. Ví dụ như cái mà lỗ giữa đó nó chỉ cần ví dụ như nó phay để làm cái nhẹ tấm này hoặc là nó phay một cái rãnh gì đó thôi, mình không cần chính xác nên mình không thể gá được. Quan trọng là sao các bạn phải hạn chế được cái lần gá nha mọi người, thì máy CNC mà lập trình thì ra một chương trình hoặc hai chương trình nhưng mà có hạn chế lần gá. Rồi các bạn xếp tay sơ lại ha. Đó. Rồi dùng tay xếp xếp đều, không xếp cứng một bên nha. Đó, mớn bốn góc chéo góc trước. Cái tiềm lực thì nó giữ cứng được cái phôi. Cái miếng căn nhớ các bạn nhớ mài nó bằng nha các bạn. Nó cứng nha các bạn, vì phay CNC là phay ở tốc độ cao nên không thể siết nhẹ nhàng, nó sẽ văng bôi ra bất cứ lúc nào các bạn không thể biết được. Ok, thì video của mình đến đây là hết nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc.